Mình vừa nghe một đoạn nhạc test qua chức năng Out It, nhạc không lời, sôi động. Em xin giới thiệu đây là dàn mini, model là Kenwood SG5. Dàn này full chức năng gồm có 3 CD hoạt động ok, MD hoạt động ok. Trên dàn này mình có thể chỉnh được bass, treble. Và ngoài ra mình còn chỉnh được nhiều tùy chỉnh khác như sound reverb, super bass siêu trầm và những tùy chỉnh khác trên cái dàn này. Em có bán khiển, tức là remote, học lại các chức năng trên remote zin. Mình có thể chỉnh được volume, tắt mở nguồn, chuyển ngõ để kết nối nhiều thiết bị ngoại vi. Nãy giờ mình nghe nhạc qua điện thoại, thì bây giờ em sẽ test nhạc qua chức năng đĩa MD cho các anh tham khảo. MD là đĩa của Nhật, mình có thể xóa và chép nhạc được trên đĩa này. Bên em có bán đĩa MD, có bán đĩa CD nhận chép nhạc theo yêu cầu. Các anh thích ca sĩ, danh sách bài hát, thể loại nhạc như thế nào thì cứ gửi vào Zalo, em sẽ chép theo đúng ý thích của các anh vào đĩa CD cũng như MD. Ngoài nhận chép nhạc vào CD vào MD ra thì bên em còn nhận gắn Bluetooth vào trong amply. Nếu các anh yêu thích sự tiện lợi, tránh rườm rà, dây nhỏ tùm lum thì mình cứ gắn Bluetooth, chỉ cần bật cái điện thoại lên, mở Bluetooth trên điện thoại, thế là đã kết nối với bộ dàn. Mình có thể nghe nhạc không dây trong bán kính 50 đến 100 mét vuông, cực kỳ tiện lợi. Đây là hàng nội địa Nhật, chạy điện 100V, vừa lòng đường cắm nhầm 220. Bên em có bán cục đổi nguồn kèm theo dàn, cục đổi nguồn là 200.000. Hoặc mình có thể lấy điện từ ống áp ra sử dụng cho bộ dàn, khỏi cần mua đổi nguồn vẫn được. Chiều cao của loa là 27cm, chiều ngang cả bộ dàn là 50cm. Sử dụng tốt cho phòng 25m2, thiết kế độc đáo với bass lõm, treble lõm như vậy. Hình thức loa đẹp, dàn đẹp, chất lượng âm thanh hay, chỉnh bass treble trên dàn, chỉnh full chức năng trên khiển, trên remote học. Và dàn này full chức năng có optical giải mã, không cần mồi. Mình sẽ quay mặt sau xem ngõ optical luôn, rồi em sẽ test những chức năng còn lại. Optical giải mã không cần mồi, hỗ trợ ngõ sub để kết nối sub điện rời, tăng dễ âm trầm, ngõ in out. Mình dùng có in để kết nối điện thoại, TV, máy tính và nhiều thiết bị khác. Chuyển đủ 100% em sẽ tặng cái jack này. Công suất của amply là 55W, công suất loa là 60W, trên cặp loa FM tần số là 90. Góc cạnh của loa mặt sau tương đối khá ok nha. Em ship hàng toàn quốc qua bưu điện, nhận hàng tại nhà. Cho địa chỉ làm ship tận nơi. Mua hàng bên em có hai cách thanh toán. Một là chuyển đủ 100%, em sẽ tặng cho các anh cái jack AVR 3.5. Không muốn chuyển đủ thì chuyển cọc giúp em 300.000, nhận hàng thanh toán số tiền còn lại cho bưu điện. Bên em bán hàng không bao ship, vui lòng thanh toán phí ship cho bưu điện. Gọi đến số 0931008099 để em tư vấn và chốt hàng. Hoặc nhắn tin Zalo cho em sẽ gửi hình ảnh chi tiết qua Zalo cho mình tham khảo. Bây giờ mình cùng nghe nhạc qua chức năng MD. Bát vàng, tôi biết em đang âm thầm ước mơ nhiều lắm, mà mình thì tay ngắn, làm sao với được em? Những khi hoàng hôn lẻ bóng, những đêm nằm nghe gió lộng ngoài trời hiu hắt mưa rơi. Lòng tự hỏi lòng, cuộc đời đơn côi có buồn không? Bây giờ mình cùng nghe nhạc qua chức năng đĩa CD nha. Mình sẽ nghe bài số 4. Vậy là CD MD tất cả đều hoạt động ok. Bây giờ em xin kết thúc lít test. Mua hàng cứ liên hệ 0931008099 để em chốt hàng cho các anh. Biết
ai vì đời cùng ngược xuôi chung lối mòn. Ngày anh 20 tuổi em đôi tám trăng tròn, đêm lạnh còn chăn đơn gối lẻ chưa buồn khi canh phăng hẹp đôi mi.